Cao Nguyên Vân Hòa nằm trên vùng núi Trường Sơn, thuộc tỉnh Phú Yên. Cao nguyên này nằm trên địa bàn của ba xã là Sơn Định, Sơn Long, Sơn Xuân thuộc huyện Sơn Hòa và một phần của huyện Tuy An, có độ cao trung bình khoảng 400m so với mực nước biển. Địa hình thổi dần từ Tây, Tây Bắc về Đông Nam. Khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình là 24 độ C, hướng gió chủ đạo là hướng Đông Nam và Tây Nam. Ít khi có gió bão lớn, lượng mưa trung bình tại Cao Nguyên là 1.700 đến 1.900 mm, mưa nhiều vào mùa đông. Cao Nguyên Vân Hòa là miền đất đỏ Ba Gian, giàu tiềm năng được hình thành cho trong quá trình phun trào núi lửa còn nguyên sơ, có thảm thực vật phong phú, rừng nhiệt đới, đồi núi thấp bao phủ 28% đất tự nhiên. Rừng có nhiều gỗ quý, nhiều loại hoa, động vật có giá trị, đất đai và khí hậu thích nghi với canh tác cây họ đậu. Vâng, trong khoảng 6 đến 7 năm trở lại đây thì Cao Nguyên Vân Hòa ngồi canh tác những loại cây nông nghiệp, thì ở khu vực này chú trọng đến phát triển du lịch sinh thái. Và các bạn, kênh Quy Nhơn GT sẽ đưa các bạn đi tham quan toàn cảnh Quy Nhơn Cao Nguyên Vân Hòa với những nét du lịch rất đặc sắc ở địa phương này. Một cái resort, một cái bungalow ở Vân Hòa đó bạn. Cái đây là chủ là BB Farm bạn, BB Farm Vân Hòa đó. Đây là cơ sở 2 của họ. Ở bên đó mà mùa này cháy phòng mà họ sẽ đưa vào bên đây ở bạn. Bên đây có khoảng chừng 5-6 cái villa như vậy, cái bungalow như vậy. Bây giờ thì đoàn sẽ qua bên BB Farm ăn tối bên đó các bạn. Và đây là cây dâu này. Giờ tối các bạn, 6:30 rồi. Đây bạn, nếu mà vào mùa cao điểm mùa hè bạn, đặt trước cả tháng rồi bạn, nhưng mà vẫn trúng cuối tuần nữa sẽ không có phòng bên BB Farm. Họ sẽ đưa qua bên đây ở này. Hồi nãy mình quay từ trong quay ra. Từ trong quay ra đó. Đấy. Bây giờ sẽ đi qua BB Farm nha. Cái video về BB Farm Vân Hòa với Vân Hòa thì mình cũng quay mấy cái rồi. Bây giờ thì quay lại cho mọi người xem thôi. Lên xe nào. Qua trước, chụp hình trước. Đây nè bạn, bạn thấy BB Farm nó đông xe ghê không? Đó, phía trong, có xe chô. Ở đây không có chỗ ở, phải chuyển qua chỗ khác phải ở nha các bạn. Còn ăn tối là dồn về đây ăn này, chô đông. Bạn xem này, quá trời quá đất luôn. Quá trời quá đất luôn.
Tí nữa thì có đốt lửa trại nữa các bạn, đốt lửa trại rồi ca nhạc. Còn đây là các cái bungalow này. Đây thì chủ yếu khách Bình Định lên nhiều bạn, khách Bình Định như khách Nha Trang, Phú Yên, mấy tỉnh vậy thôi. Good morning các bạn, buổi sáng nha. 6 giờ sáng tại một villa ở Vân Hòa các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là hôm giờ nó đang có mưa. Thời tiết ở đây thì khá tuyệt vời các bạn, còn 25 26 độ thôi buổi sáng đó, còn buổi trưa thì nó sẽ cao. Buổi tối thì hôm qua mình thấy 27 28 độ. Không có mưa, nhưng mà sáng nay là có mưa. Đấy. Thời tiết quá là lý tưởng các bạn. À, nó phù hợp với cái nhiệt độ của con người mình sinh sống á, cỡ 25 tới 28 độ là quá đẹp. Đấy. Trời thì cũng bên góc kia trong, nhưng mà bên góc này này có mù này, mưa chỗ đây thôi. Tí nữa qua BD Farm mình quay thêm mấy cảnh ban ngày cho các bạn xem, hôm tối quá đông ồn ào quá cũng không có quay. Du lịch ở Vân Hòa là du lịch sinh thái, nhưng mà càng ngày người lên đây càng đông. Bên kia có cái mít này bạn. Hello các bạn, good morning, buổi sáng nha các bạn. Hôm nay Thọ sẽ quay cái chỗ mình ở cho các bạn xem nhé, quay ban ngày cho nó rõ ràng. Ở Vân Hòa nó có vài cái villa nhỏ nhỏ thôi các bạn, mà vài cái homestay thôi. Thì đồ của mình đặt ở bên BB Farm nông trại Thủy Canh á, BB Farm Vân Hòa đó các bạn. Thì bên đó là mấy cái ngày mà cuối tuần các bạn, thứ sáu thứ bảy, mà nhất là trong cái mùa hè á, là nếu mà mình không đặt trước 1 đến 2 tháng á, thì sẽ không có đủ phòng. Để cái sau thời gian đó thì người ta có thể người ta cũng vẫn có phòng, nhưng mà người ta sẽ chuyển qua cái cơ sở 2 của bạn. Đây này, cái cơ sở 2 cách cái bên đó khoảng 3 cây số các bạn, còn chừng 3 cây số đó. Đó bên này thì không có ăn uống, chỉ có chỗ ngủ thôi. Có mấy cái villa như thế này thôi các bạn. Mình sẽ quay từ ngoài cổng các bạn buổi sáng này, giờ mới hơn 6 giờ mấy sáng thôi. Sẽ quay vô mấy cái villa trong như thế này cho các bạn xem. Đây là BB Villa này. Red BB Villa là BB Farm, nó một chung một chủ. Mình nghe nói là ở đây nó có một cơ sở như thế này nữa, không biết nằm ở đâu. Đấy. Đó, vào trong này nó có, ở phía trước này nó có hai villa, hai cái bungalow. Rồi trước khi đi vào trong thì nó có cái hồ cá các bạn. Rồi vào trong này thì sẽ có cái chỗ vô ngã ba Văn Hòa đi uống cà phê đi. Dạ. Có cái chỗ nhà phòng khách này bạn. Rồi cái đặc biệt của ở trên cao nguyên Vân Hòa, huyện Sơn Hòa này có cái cây đỏ này bạn. Cây này gọi là cây gì? Người dân đây gọi là cây đỏ, nhưng mà mình hay gọi là cây dâu các bạn, cây dâu đỏ đó, cây dâu. Đây này, tí nữa mình sẽ quay cho các bạn cái trái của nó này. Đây, cây này lớn hơn có trái này bạn.
Đó, cái này nó chưa có trái nhiều nhưng mà nó có trái rồi này. Đây. Trái đây các bạn. Đây, trái này. À, nó không mới hươm hươm thôi các bạn. Nó khoảng vào tháng 9 hay tháng 10 thì nó sẽ đỏ rực lên các bạn. Nếu mà cái cây mà nó to, trái nó nhiều ạ. Nó đỏ, trái nó ra nhiều các bạn, ra đen cái cây luôn. Nó mọc mà toàn thân cái cây luôn các bạn. Ở cái chỗ này thì cái chỗ mà trồng vườn hoa, vườn kiểu vườn dâu này nhiều á thì cách ở đây khoảng chừng 5 cây số các bạn. Đi lên, đi ngược ra và lên phía bên tây trái các bạn, lên đó khoảng chừng 5 cây số. Chỗ là có các cái vườn, người ta cũng có tổ chức cái ăn trưa rồi bạn, lên đây nghỉ chụp hình rồi ăn trưa. Nói chung là ở Văn Hòa này là đi thường là đi một ngày hoặc là đi một đêm thì nó sẽ phù hợp. Chứ cũng không cần ở lâu quá các bạn, không thể nào ở 2 đêm. Tại vì không có gì chơi hết. Đang đây nghỉ mát một xíu. Cái thời tiết hiện tại buổi sáng này bạn mình xem là 24 độ. Ban đêm hôm không có mưa thì cỡ chừng 27 độ, 28 độ. Sáng nay nó xuống thì còn 24 độ thôi. Vâng, ở phía sau này thì có một cái villa nữa này bạn, có 4 phòng ngủ. Đó, một phòng thì có thể ở một gia đình 4 người được các bạn. Đó, phòng nội thất thì tạm được. Đó, đất đai rất là rộng rãi. Rồi tí nữa mình sẽ qua Beauty Farm, cái phần chính của cái chủ này người ta sẽ mình quay lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Năm trước mình quay rồi các bạn. Năm trước quay flycam đồ ban đêm rồi rất là kỹ luôn. À, còn cái giá ở đây thì như thế nào? Cái giá thuê ở đây như thế nào? Thì ở đây họ sẽ tính theo combo các bạn. Tức là mình đi theo đoàn á, đoàn gia đình á, mình sẽ mua theo combo. Combo là gồm cái gì? Combo là gồm là ăn tối, đồ nướng các bạn, có cơm. Nói chung là đồ ăn cũng đơn giản thôi, mấy cái nướng để mà uống bia. Rồi ngủ villa như thế này nè bạn, hoặc là bên Beauty Farm bên kia. Và ăn sáng thì một người như vậy thì 550 ngàn các bạn, một người là 550 ngàn. Người nào tính người đó các bạn nhé, không có tính kèm theo gì hết. Cứ người 550 ngàn, 4 người thì nhân lên. Đấy. Còn mình đi lẻ, mình không muốn thuê trước, đặt trước, không đặt combo thì thuê cái liều khoảng 200 ngàn, ngủ thôi. Ăn gì trả tiền. Ăn mì, ăn lẩu gà gì đó thì kêu riêng, trả riêng. Thì đó thì nó có bản giá. Đó vậy các bạn. Thêm một số thông tin các bạn muốn đi lên Vân Hòa nghỉ mát. Từ Quy Nhơn mà đi Vân Hòa thì đúng trăm cây số các bạn, đi lên quốc lộ 1A tại ngã ba Hòa Đa, đi lên 20 cây nữa là trăm cây số. Đường dễ đi. Đó. Ăn sáng nè bạn, ăn sáng ở Beauty Farm này mới qua. Giờ ăn sáng nha, có mấy món thôi, miếng gà, miếng bò đó, mì tôm. Cà phê thì mình kêu riêng. Vâng, bên Beauty Farm các bạn mới ăn sáng xong. Các bạn sẽ hỏi là khách chủ yếu lên Beauty Farm Vân Hòa là khách ở đâu. Đây, quay các cái xe cho các bạn xem nha. Đây, quay xe đây. Giờ này 8 giờ kém các bạn. Mọi người khách ở đây đang ăn sáng. Toàn là xe 77 nha các bạn. Đây này, xe khách cũng 77 này, xe con cũng 77 này. Đó, xe 70. Ở bên kia 770 các bạn. Đây, qua đây, qua đây. 77 nữa này. Chủ yếu người gì khách Quy Nhơn các bạn, khách Quy Nhơn thôi. 77 này. 77 bên đây nữa này. Ở đây xe của mình, 77. Đây 77 luôn này. Đẻ chưa? Anh ngủ đẻ chưa? Đây 77 luôn, chiếc Ertiga. Đó, mới loại chiếc này mốt vô các bạn. 77 hết. Chiếc sau Tucson cũng 77 luôn nè.
Các bạn biết là ở Vân Hòa độ cao nó hơn mặt nước biển khoảng hơn 400 mét thôi, nhưng mà ở Vân Hòa nó mát là nhờ cái thông này bạn. Cái cao nghiêng nào mà trồng được thông chỗ đó sẽ mát. Rồi cái phần chính của cái Bifarm này đó là cái trang trại dâu tây và rau thủy canh các bạn. Xuống dưới đây sẽ tham quan. Đấy, đây có cái bảng đây, mình xuống tham quan quay cho các bạn xem thử hiện nay có gì nha các bạn. Hồi trước ở chỗ đây họ trồng chanh dây này bạn, có lấy vàng chanh dây này, này người ta không trồng lại nữa đó, nó xanh hết thì nó mới đẹp được bạn, không biết cái mùa nào thì nó sẽ đẹp. Chứ mình thấy đi mấy lần rồi cũng không có trồng gì nhiều hết. Cái đây là cái cây sứ quân tử này bạn, hoa sứ quân tử này đó, hoa nó sẽ ra như thế này rất là đẹp. Đấy, đi xuống đây đó, thông nè, thông chữ thông của Đà Lạt các bạn nhé, rất là đặc biệt luôn, chỉ có hơn 400 mét nhưng mà lại phát triển cái hệ sinh thái là cái rừng thông Đà Lạt. Đấy, Đà Lạt thì các bạn biết là từ 1.500 mét đến 1.700 mét, có ngọn cao nhất là hơn 2.100 mét, nó rất là cao. Nhưng mà ở Vân Hòa này chỉ có hơn 400 mét thôi, cao nguyên vừa phải thôi. Khí hậu ở đây thì giới thiệu lại các bạn là thấp thì khoảng 24 độ, cao thì khoảng 35 độ. Buổi sáng như thế này mình đang đi là khoảng 27 độ các bạn. Khí hậu này thì nó phù hợp với thân nhiệt của người mình, có 78 độ, dưới 30 độ thì ok, còn trên 35 độ thì quá nóng đi. Đáng lẽ họ phải phát triển cái này để mà phục vụ du lịch. Đây là bà chị trong đoàn, chị còn bà gì đó, đi qua đây. Trong đây họ nói chung là dòng sơ qua thì đang cái mùa người ta thu hoạch hết rồi, không còn rau bao nhiêu hết. Hết rau. Mình đi đúng cái mùa đây, sao năm ngoái mình đi cũng đúng cái mùa này không có rau mà sao năm nay lại hết rau. Cho trong này xem thử. Không có gì luôn các bạn. Không có gì luôn. Không có trồng gì luôn này. Đúng rồi. Bữa sáng nay mấy anh nói đúng rồi chứ. Không có còn rau gì tham quan hết. Thôi, không có rau thì mình đi vòng vòng xem cái phong cảnh đây. Đó, người ta trồng hệ sinh thái thông thế này. Vài năm nữa nó to nó sẽ đẹp. Đây là cái gọi là cái hệ sinh thái thời tiết nó hỗn hợp các bạn. Cho nên có thể vừa trồng xứ lạnh này, vừa trồng những loại xứ nóng này như là xương rồng này, rồi mít này, rồi cái gì mặn này đó các bạn, khế nữa đó, vừa nóng vừa lạnh đó. Và trong này thì có cái gì không, đây chỗ trồng rau cải này, nhưng mà không, cũng mới trồng bên kia thôi các bạn. Chúng quay cho các bạn xem một xíu này sẽ biết ở nông trại này là trước chủ yếu là người ta trồng rau cải này. Nước nha, đó xốp vậy đó, xốp đây nè, xốp chuyên dụng hả? Không, xốp bình thường thôi, để nó giữ cái gốc thôi, còn nhiêu là nước nó sẽ nó ra nó hút nước. Cái đây là bây giờ các nông trại người ta làm thế này hết mà đó. Rau sạch mà, sạch hay không biết, nhưng mà rau không cần phải dùng đất. Trồng ươm ngồi trước, nhưng mà phải có cái bây giờ làm trang trại phải có những cái nhà kính như thế này nha, cho nó ổn định thời tiết, cho ổn định đó. Ra bên ngoài các bạn, ra bên ngoài đây, đây đó. Nói tiếp hồi nãy là cái chỗ mà thời tiết nó ở đây nó
nó giao những cái thời tiết với nhau, có nóng có lạnh, có mát các bạn, có nóng có mát chứ không không lạnh, thì có thể là trồng được cái những cái loại rau hay là cây ôn đới như là thông này, rồi những cây nhiệt đới như là những cây này mận rồi khế này, ấy mít này đó, và nhiệt đới đó, đủ thứ hết này, có đây lá đi lá trà thì phải, lá cây ấy phải trà đây, xương rồng, xương rồng đi đó, những loại đây là sứ xương nóng các bạn, những loại cây như thế này. Khế này bạn thấy những cây khế rất là đẹp ha, to tròn. Chắc vậy đó, giống rồi giờ không biết coi. Ở đây biết sao không, nó cái khí hậu nó giao thoa nhiều cái vùng, từ từ mát cho đến nóng, cho nên là vừa có cây xứ nóng mà vừa có cây xứ lạnh. Đây là phù hợp với thân nhiệt của mình này, khoảng 20 mấy độ là đẹp đó. Ra đây là có cái làng đá này, họ làm cái làng đá này không mít. Ô, mít chín này, thơm. Rụng này. Ô, mít nhỏ không à, đây này, thử coi. Bé ra ăn được này, thơm lắm, còn nó mới rụng thôi. Ướt hết. Ừ, tí nữa coi. Được tí này bé ra coi. Mít đẻ ghê. Có cái mít chín nào vô xin đó ăn trái. Cho khách chụp hình. Ừ, đó cái bây giờ mấy người đó mới ăn mà. Em nghĩ thì đầu tiên thì họ là cái nông thịt rau á, em nghĩ là đầu tiên là họ làm cái nông trại nuôi cái gì trồng rau, rồi sau đó bắt đầu mới phát triển cái du lịch ra rau chứ. Đó, công viên đá này đẹp không, mặn ăn mặn không chuột đầy trái đầy quá trời luôn, hết rồi người ta hái sạch chứ không còn đâu nữa. Trên này là có cây dâu á, chị thấy cây dâu ở cái chỗ mình ở không? Đâu? Cây dâu ngay chỗ villa mình ở á, thấy không? Không, cây đó là đặc sản ở trên này á. Dâu gì? Dâu đỏ. Cây dâu mình ăn chua chua đó. Dâu mình nó đập cá lên thăng á hả? Cây đó ở dân người dân ở đây gọi là cây đỏ chứ không có cây dâu, còn mình kêu dâu. Không được tay nặng quá. Gì vậy trời? Bỏ cái điện thoại xuống. Bé. Đang like ấy. Đang like hay đang quay? Đang quay. Đang quay thì tắt đi. Gì đâu, tưởng đang like. Tại em bị kêu cho con hứng. Cô nói bụng quá. Đây nè. Đâu? Kìa nè, cái trái kìa, bên đây nè đó. Kèo đuôi dưới đất lấy cái gì đâu mà. Đó. Để lấy đi con. Thôi mình lấy đi con mẹ. Cái nào? Trời ơi. Để mẹ kêu bo lấy nha. Đó, đây nè, còn mấy trái nè. Mặn hả mẹ? Bà hư mất rồi mà. Trời ơi. Mặn hả? Ờ, mặn đây nó ghê nó uống á. Ờ, kìa có một cái kìa. Răng răng đó. Em không? Mặn cái gì mà cái chiều vậy mà nó nặng. Xích mà. Có thể nó có hư không nghe. Đó các bạn. Còn trên đồi này là những cái chỗ cái bungalow cho khách du lịch ở các bạn ở chơi. Nói chung là Vân Hòa thì cái loại hình này họ đã làm mấy năm nay cũng không có gì nó khác lạ các bạn, nữa cũng không có nhiều nhà đầu tư. Đó, trong này thì họ trồng ớt này bạn. Ớt này đó. Khóa cửa mất rồi không có vô được. Wow. Ớt gì mà trái to bo không các bạn ơi. Đầu kia cà kìa. Đó. Ớt cà bạn. Một đẹp quá. Trồng như thế này thì mới có chỗ tham quan thì giống y Đà Lạt luôn đó. Kiếm cái chỗ vô trong. Cái này cái công viên hay là cái
Đây nè, những cái vàng này là trồng những loại cây, đây cây gì ta, rồi dây, dây leo, à, thiên lý các bạn, thiên lý. Mình trước mình cũng có trồng bông này đó. Dưới đây họ xây thêm như villa ở sao đó. Vườn ớt ngọt này bạn, Barbie. Đấy. Kiếm mấy chỗ vào tham quan. Khó cửa hết các bạn. Vườn ớt này khó cửa mất rồi bạn, đứng vô ngoài nhòm vô thôi, không có vào bên trong được. Phía này là hết rồi. Trong này thợ đang làm, chúng chưa có gì. Đây. Trong đây có kè này. Đó các bạn, kè này. Đó, kè này bạn, nhổ ra trái này. Đó. Đây là dưa các bạn, đây là dưa gì không biết. Đây là dưa gì chị? Bí em? Bí phải không chị? À bí, tưởng dưa chứ. Đẹp quá hè. Cao lên đẹp quá. Bí trồng lấy quả hay lấy đọt chứ? Lấy quả chứ. Cái này không phải thủy canh, cái đây là trồng lắc. Cảnh này chụp đẹp bia. Ở đứng chỗ đây chụp hình này. Đó, trái này, ra trái rồi nè. Trái này bạn, đấy. Trái. Dạ. Yeah. Đây, để em chụp hình nha. Rồi, đứng cậu đi chụp cho nè. Thôi. Ngỏ ra đi ra, con đi ra ngỏ đó nữa. Đây, cà chua các bạn. Đó, trái này. Đang lớn. Đó, trái này bạn. Này chắc đi mình đi khoảng tháng nữa thì sẽ đẹp á, nó sẽ lên lớn đẹp. À bạn, đường đi lên mấy cái farm này. Rất tiếc là không trồng nhiều chanh dây như thế này nè. Đó, bây giờ nó mới ra dây nè. Trồng nhiều vô. Nó ra. Cái đó trồng xíu quân tứ cũng được, cho nó ra đi cho nó đẹp.
Đây, chỗ mấy cái farm đây. Phần chính các bạn. Ở đó chụp hình em vô một xíu không ra. Hay chiến trường này bạn. Chiến trường hôm súng nổ này. Đây, đi du lịch không phải là có những cái đẹp thôi nha các bạn. Du lịch thì mình sẽ quay cho các bạn với thực tế là hôm là khách ăn nhậu, giờ sáng thì họ bên farm họ mới dọn. Họ sẽ dọn từ khoảng 8 giờ, 7 giờ sáng cho tới 12 giờ chiều, 12 giờ trưa, 1 giờ chiều các bạn là mới xong. Rồi sau đó 3, 4 giờ chiều bắt đầu họ set up. Họ sẽ set up cho cái đoàn tối ngày hôm nay. Đó. Đây là chiến trường này. Đó, chỗ đốt lửa trại hôm các bạn, rồi chỗ sân khấu ca nhạc. Đấy, bây giờ là nắng lên rồi á, thì mọi người, nhất là những cô gái, đó, họ sẽ chụp những cái farm, những cái villa, cái bungalow á. Ở trong đó có hình thông. Nói chung có màu xanh xanh là sẽ đẹp. Còn C77 thôi. Địa điểm chơi của người Bình Định. 60% là người Bình Định rồi. Còn lại là Phú Yên và các địa phương khác các bạn. Đó, đó là những cái farm ở đây các bạn. Vui, nói chung là ở khu vực này nó vui, chứ còn khu vực khác thì nó sẽ không có vui mấy. Sau khi ở một đêm, bây giờ bắt đầu du khách dọn về đồ về các bạn. Đấy. Giờ là nhà mình vô tham quan tiếp cái Long Vân Gia Đình các bạn. Ở trong đây thì có hai cái, một là Bình Phạm và Long Vân Gia Đình.
Rồi, tới Long Quang gia đình rồi, mọi người xuống xe đây. Mua vé nha. Để vô tham quan 40.000 vé nha. Các bạn, vào tham quan nha, lâu lắm mình không vào rồi. Biết này thay đổi như thế nào. Khu lịch sinh thái. Tài xế không có mua vé. Tài xế không mua vé. Tài xế không mua vé vô chơi chứ. Chung cũng tài xế mà. Ta mẹ tài xế mà. Đó, tài xế. Tài xế. Quay em. Đồ chị ở đi thôi rồi. Đây là đồ chị ở đi thôi rồi. Đây là cái bình hoa cúc nè. Nó chỗ chẳng vô hình. Vô vô hoa cúc á. Trà xanh. Thì tao phát hiện có một vườn vườn hoa bướm kia kìa bạn. Em nó hoa bướm mà hoa cúc. Chào. Mẹ. Mẹ. Thằng mát được hơn á, bên kia nắng, bên đây mát hơn á. Thì bữa tối ra mình đi vô đây mình hút luôn, mình chơi luôn trời. Bên này nó không có ấy. Hả? Tối rồi. Vâng, tiếp theo trong buổi sáng hôm nay thì giới thiệu cho các bạn là một cái địa điểm du lịch có thu vé 40.000 một vé các bạn. Đó là Long Vân Garden. Cái chỗ này thì nó vẫn có chỗ ở đêm các bạn. Nó không có bùng lâu nhưng mà thường thì nó cũng hết như Beer Farm. Bên này là, ở bên này là đẹp nhất là có Beer Farm các bạn là hết rồi. Chứ còn mấy cái farm còn lại thì nhỏ thôi. Đó, trong này thì nó có vườn hoa cúc. Đấy. Vườn hoa cúc. Người ta chăm chút hơn. Bông hoa hơn. Nhưng mà bên Beer Farm thì sẽ có cái chỗ chơi cộng đồng đốt lửa trại nó hay hơn. Đó, bên này thì không gian cây cảnh mít đồ quá trời luôn. Đi giữa cái vườn hoa cúc này như thế này. Đó, đi giữa các cái vườn hoa cúc này. Đó. Mít các bạn. Hôm nay có trồng sao nhái và nó có cái nó hay hơn là nó có cái một cái hồ nước bên kia các bạn, cảm giác nó mát mẻ. Đấy. Đi nữa cố gắng lấy một đoạn trên cao đó, mít trái đã các bạn. Đẻ chưa bạn? Biết đẻ chưa? Quá. Đây có cái cổng nè bạn. Trong này có mấy cái chỗ để ngủ liều.
bên này họ trồng mít nhiều ghê các bạn. Đó, mấy chỗ ngủ lều. Đây là cái nhà hàng các bạn. Bên này cái nhà hàng ăn sáng. Đúng rồi các bạn. Vâng, chỗ đây là chỗ khu ẩm thực nhà hàng. Này thì mình ra chỗ cái hồ. Đây là cẩm tú cầu các bạn. Cẩm tú cầu là một cái hoa mà hay trồng ở vùng xứ xứ mát xứ lạnh ôn đới. Giờ này chắc cỡ tầm 28-30 độ các bạn. Bây giờ nắng lên rồi, nhiệt độ nó sẽ cao. Vâng, các bạn cũng có cái chỗ khá là rộng để mà các cái đoàn làm cái gala dinner hay là tối đốt lửa trại các bạn. Đốt lửa trại chỗ đây. Đó, lại đây cho bạn xem. Bên này thì chủ yếu là ngồi là bằng tròn. Tròn các bạn. Đấy. Đây, ghe. Vâng, gia đình này thì hoa hè rất là nhiều nhé. Có chỗ chụp hình đôi cánh thiên thần, ngôi nhà Nhật Bản, rồi một cái bờ hồ rất là đẹp. Đó, ngôi nhà Nhật Bản các bạn. Giống như dưới Garden Canary Garden. Đó. Còn ngồi kia có ngựa nữa đây. Đó, có một cái hồ mát trời luôn. Dạ, ngựa cỡi bao nhiêu tiền ấy, anh? 20.000. 20.000 ấy. 20.000 đứng cỡ. Dạ, để kêu mọi người có vào không? 20.000. Dạ. Dạ. 20.000 các bạn. Đó, cũng rất là rộng nha. Đi bộ trong này cũng rất là rộng đó. Thời gian tham quan ở đây, chụp ảnh ở đây khoảng chừng 1.5-2 tiếng được các bạn. Đây có hồ sen nữa này. Đây có các cây cầu rê sống ảo này các bạn.
Đó. Tiếp tục cải tạo đất để mà trồng hoa. Đây, khu vực bờ hồ đây đẹp này, mát mẻ các bạn. Ngôi nhà Nhật Bản này được ở Phú Yên được yêu thích quá nhỉ, khắp nơi luôn. Canary Garden ở trong này thì có hai cái đấy các bạn. Đó, vườn hoa đẹp chưa? Hoa đây là hoa màu gà các bạn, một vùng hoa xứ nóng, xứ lạnh gì nó cũng sống được hết. Toàn cảnh Canary Garden các bạn, Long Vân Garden các bạn, chậm nhé, Long Vân Garden. Tới đây là hết rồi, mình đi một vòng ra nữa là hết. Đó. Chốt cho đây nó mát các bạn nha, trời ơi nó mát. Hết rồi, qua cái hàng cây kia là hết khu vực của Long Vân Garden. Thì ra lại dọc dọc đây thử. Mình đi qua cái hồ sen này các bạn. Đó. Nếu mà mua vé bên bên Long Vân Garden với Beauty Farm bên kia thì nó tương đương các bạn, ăn tối ngủ lại nó cũng tương đương với nhau. Đó là khu vực con mèo thưa các bạn nha. Có cam luôn nè bạn. Trái cây rất là nhiều. Hồ Long Vân. Thank you.
Quầy kia có ngựa 20 ngàn kìa. Ngựa 20 ngàn, cưỡi ngựa chụp hình 20 ngàn. Không có người thì dắt mà. Đây các bạn, ra giáp dưới hồi nãy mình vô một vòng này. Tí nữa mình qua bên cái chỗ đỡ xe rồi nữa là hết. Để bạn qua bên khu vực cái ấm trà đây nữa là xe hết. Vâng, cũng, bên này cũng xe 370 các bạn. Đấy, xe 370. Đây là một cái đồi trà nhỏ nhỏ này bạn ấy. Đây. Ấm trà bự. Long Vân Garden. Các bạn. Hết rồi, ra kia là chỗ đậu xe ngồi. Còn ai ở lại thì sẽ chạy xe vô trong này luôn các bạn.